Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Theo dự thảo, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn điều chỉnh giảm xuống mức sàn trong khung thuế đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Cụ thể, xăng giảm xuống mức sàn 1.000 đồng một lít, nhiên liệu bay 1.000 đồng một lít, dầu diesel 500 đồng một lít, dầu mazut, dầu nhờn xuống mức sàn 300 đồng một lít, mỡ nhờn 300 đồng một kg, riêng dầu hỏa giữ mức 300 đồng một lít.